Toàn bộ nội dung và hình ảnh trong video là gameplay của trò chơi, hoàn toàn hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí. Ôi, anh trai đang quýnh hả? Kẹt nhẹ cái nha. Ủa? Ê, ai mượn mày vậy? Sống qua đời phải biết điều chứ nha. Ok, rồi, bực rồi, đó. Rồi, rồi. Mượn cái nha. Ủa? 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 Gì vậy? Gì đâu? Ê, mày là thằng nào vậy? Ai mượn mày vậy? Ờ, quýnh tiếp đi, quýnh tiếp đi. Kẹt nhẹ cái nha. Cây tươi nhờ. Trời ơi! Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Crypto Gamer và ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với Lock Food. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ăn trái quỷ làm sao để có thể biến thành Lucy hoặc là Chopper. Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ quay vlog với ông nội của mình. Ông nội mình là Thơ Gèn. Ông là ông nội của tôi á. Gì? Không có. Sao ha? Không tin coi căn cứ của tôi đi. Đâu? Ông họ gì? Tôi họ Bùi. Tôi họ Bùi. Có giống nhau đâu. Thì mấy đời nó cũng phải khác chứ. Kỳ ta. Nhớ là hồi đó thằng làm gì có cháu con gì đây. Thôi không ấy, ông cứ cho tôi mấy cây kiếm đi. Kiếm đâu ra? Mơ đi. Bỏ tiền ở đây. Ông cho tôi cũng tự lấy à. Đưa đây, đưa đây. Đúng cái tay đây. Lộn rồi, cái đó không phải cái tay nữa ơi. Cái đó là cái hả, cái ngón tay thứ 11 của tôi. Không sao đâu, hơi dẹp xuống sẵn cũng được mà. Thôi chú ơi, chú đền cho con đi chú. Đền gì? Đền cho con cái gì đó ăn đỡ chú, bữa giờ đói quá. Thôi nè, ở góc ra lấy đi, có cái trái nâu nâu á. Trái này hiếm lắm á. Trái gì vậy chú? Trái này là trái hiếm nhất trên đảo, trái dương. Trái dương là trái gì ông nội? Trái dương là trái hư. Được rồi. Thôi không ăn đâu, ăn trái đó học ngu á. Ôi, không có đâu, tao ăn hoài à. Thấy giờ tao khôn không, tao lỡ ghen nè. Rồi, vậy thôi, cô ơi coi. Gì? À, còn có cái trái dưới già nè, cô ăn không? Trời ơi, trái này của ông là ghen sau lưng đúng không? Chỗ ta ăn hoài. Ta ăn. Ủa? Cái trái này mày có chịu dính nước miếng thôi, nhìn thấy. Trời. Anh trai với em vụ đi anh trai. Vụ gì? Mày không có tuổi ở đây. Ủa? Vụ khác đi, ganh con. Chị ấy cho em nhiệm vụ. Anh ơi, có mấy thằng giang hồ nó quýnh em, anh đang trả thù. Mày dám quýnh cô gái tội nghiệp hả mày? Mày, đây, 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 đây. Chị ơi, em quýnh nổi nó chị ơi. Chị ra chị tự quýnh đi chị. Ủa, em thấy xung quanh người anh có một luồng khí không? Anh thấy biết vận công lên. Ủa, ai vậy? Mày hả con? Tao đã biến thành Lucy của CP9 rồi. Trời, thằng tèo chết rồi kìa. Anh em, xong vô. Mày hả? Mày, ai ai ai. Từ 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 từ. Tao chưa quen chiêu. Sao đó được? Vậy đó. Mày. Anh em ơi, cứu. Anh em ơi. Sao đó được? Ai em cứu nổi mày, ai em cứu nổi mày. Nè đâu đó được. Mày. Tao lên level ầm ầm luôn nha con. Thôi bây giờ mấy mình chấp nửa cái máu được không anh trai? Không. Mày. Quá. Trời ơi. Nè em gái, đồ của em nè đúng không? Ôi, anh dữ quá à. Nhưng mà nhìn anh xấu quá đi chỗ khác đi. Ủa? Mày làm sao mà để con gậy nó chơi tao xấu nè? Mày cho dù có giỏi giỏi mà mày xấu là chuyện của mày chứ. Nó là bóng sinh rồi. Ê, từ. Ồ, trời ơi, tự nhiên có cơn sóng thần. Hên quá. Cứu mạng, á. Thằng lông lé ra đây. À, anh em tao. Ủa chơi, tự nhiên chơi hội đồng mấy má. Nó mới hồi sinh đây nè. Nó mới hồi sướng đây nè. Góc này nè. Chơi tiếp. Ê, chơi. Si bùm bùm. Ui, si la bùm. Ba la bùm. Ba la bùm. Ê, từ từ. Còn. Ủa? Chơi kỳ vậy mấy má. Cho nó biết được là cái băng nhóm nào mạnh nhất cái hòn đảo rồi đi. Bây giờ sức mạnh của ta đã mạnh rồi. Bây giờ ta phải đi quýnh những thằng cao hơn được. Mấy thằng lông lé nè, tao bỏ. Bây giờ tao quýnh thằng Evin lé. Ê! Ôi!
Nó chơi dơ kìa. Quất. Xì xì xì. Em xin lỗi, em xin lỗi. Không có, em hỏi, em hỏi kèm, hỏi kèm. Con bị bịt hỏi tò chứ nghe tò té. Xuống đây, mày xuống đây được không? Mày lên đây, mày lên đây. Xuống đây, lên đây, mày lên đây được không? Lên được. Mày xuống đây. Tao đi. Trời. Kéo băng qua, về sớm kêu thêm 10 thằng nữa đây. Mày. Mạnh dữ vậy, không có miếng máu nào luôn. Ghê. Ủa, tao tưởng tao là chùm chứ. Mày chùm nho chứ chùm gì? Không, tao tưởng tao chùm lông. Ôi, chùm lông mắt. Cái gì chú lè luôn. Anh ơi, cho em nhiệm vụ đi. Em bây giờ em mạnh lắm rồi. Mạnh không? Ok. Là giết cái thằng đứng phía trước mặt tao kìa. Cái thằng chùm vũa móng Kali đó. Giết nó đi. Mày phải chùm vũa móng Kali không? Sao đây? Sao vậy? Mày chỉ là một thằng đi vũa móng tay dạo ấy. That's quite big. Ai da, ai da, ai da, ai da. Vũa nè, lại đây. Má vũa sao mất ngón tay tao luôn mày. Chưa vũa gì hết, lại đây. Thôi, thua. Ghê vậy. Trời ơi, thiệt chứ tao vũa 40 năm nay rồi chưa có thằng nào mà vũa lại tao á. Thiệt mày. Đúng là con ơi hay nhớ lời cha, một năm ngồi vũa bằng 3 năm làm. Ủa, anh trai đang quýnh hả? Két nhẹ cái nha. Ủa? Ê, ai mượn mày vậy? Ai mượn đâu nha, đừng có làm ok vậy ok nha. rồi xin lỗi, sống qua đời mới biết điều chứ nha. Ok ok rồi, mượn cái đó rồi mượn cái nha. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Gì đâu? Ủa anh bạn, anh này bạn anh hả? Không có. Ê mày là thằng nào vậy? Ai mượn mày vậy? Tao là chùm lông. Mày nãy giờ mày biết là tao tốn thời gian lắm không hả? Sao ăn ở đời sống mất dạy vậy hả? Rồi quýnh tiếp đi, quýnh tiếp đi. Chặt nhẹ cái nha. Cây tên nhờ. Mày ơi, anh hai ơi, nó kẻ em của em. Từng người tàn ác thì được sống thảnh thơi. À, tao sẽ thử chiêu mới của tao. Báo răng. Thôi, ui, ui, quá. Thử tao nữa không? Báo răng. Ui, à, ui thiệt. Ê, lần này lòi cục cứt luôn mày ơi. Báo rắm ra nước. Nghe nói ở gần đây là có nhà hàng của Sanji. Được rồi, ta sẽ đi thuyền máy để lại xin tỷ thí với hắn. Ê, thủy thủ, hãy cho ta gặp Sanji. Đi cho ông gặp đi, nhưng mà lấy giấy gửi thuyền nè. 5,000 nha. 5,000 hả, mắc vậy? Dù chẳng quýnh được Sanji được có được 10,000 á, ra rửa xe 5,000. Sao ít vậy? Thì quýnh thắng đi rồi được nhiều lắm. Trời, sẽ thắng là thắng chắc rồi. Ok. Sanji, ta nghe nói ngươi là người mạnh nhất của cái chiếc thuyền này đúng không? Ngươi là chân đen, level 300. Ngươi là Sanji đúng không? Ta muốn tỷ thí với ngươi. Hãy xem đây. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy hồi. Người mạnh thiệt. Cuộc tỷ thí đã hết. Đây về đây. Người cũng khá đấy. À, người là đệ của Sanji thôi gì. Hãy đánh với ta. Được lắm. Huynh đệ của các ngươi thật mạnh. Đúng là đánh bất hư truyền. Rồi. Anh ơi, cho xin 5,000 tiền có xe thắng rồi đúng không? Này em ra liền, em lại ra liền anh ơi. Nhưng mới vô ra liền lấy 5,000. Ê, nghe nói đảo này chùm là chopper đúng không? Ê chopper. À, ngươi là chùm ở đây đúng không? Ngươi còn nữa thì em máu thôi. Ngươi sẽ phải cho. Ôi trời. Ủa, chết à, có tay rồi, đổ nổ luôn rồi. Hey, đúng là chùm của đảo. Người khá lắm. Hồi nãy là do ta sơ suất thôi. Dạ, có lại không? Có lại không? À, tao không muốn lại người. Một hôm nào đó đi, bây giờ ta đang hơi đau bụng. Ừ. Còn nửa cái nó, chắc đã chết hai cái luôn. Đã chính cốt chờ. Vô. Nãy con kia mất dạy lắm anh. Có hai cái sừng anh. Đúng thấy ghét luôn, mất dạy luôn á. Sao vậy?
nó quýnh em á, anh lại anh quýnh giùm em đi. Ủa nó quýnh em hả? Lại dạ. Anh nói nhỏ này lại nó nói nghe nè. Thằng nãy đúng không, hai sừng đúng không? Dạ. Nó là em tao biết không? Tao không? Mày không nói sao biết. Dân đây dữ quá, hơi khó quá. Thôi về, căng quá. Dân đây ai cũng dữ, có mình tôi là hơi không dữ nè. Tôi thiền queo rồi nè. Em ơi, tiền giữ thiền của em 50 ngàn. Em ơi. Thôi quay trở về đảo một đi. Thấy người dân ở đây thân thiện quá trời. À, hello, luật sư Bảo, cho em xin một quả. Cái gì vậy? Gián động thập anh trưởng. Trời mẹ. Cút. Cái gì vậy? Cái này, xin. Sống ở đời, có tay có chân tự đi làm đi. Xin nữa không? Xin nữa. Anh, em có đồ này ngon lắm nè. Đồ gì? Mày dám bán hàng lậu ở đây hả? Mày biết tao cảnh sát trưởng đây không? Mày lên đây, tôi nói luôn á. Ôi. Rồi, mày xong rồi. Tao mà ăn cái đùi gà này của Luffy vô thì tan thành cát bụi. Đi tù chứ. Ý, trái quỷ. Có ai đây? Ủa? Mọi người thấy cái trái đầu đỏ, cái cọng xanh xanh này tôi mới gớt đây không? Nè, tao lấy nè. Bye bye. Anh thấy chưa, anh chấp. Trời ơi, tự nhiên có giác quỷ. Trái này giống trái dầu mày. Biến thành trái. Ủa? Chứ bí hay gì vậy? Chứ đặt giống chứ bí vậy? Không, tôi là biến thành chopper rồi nè. Đây. Ông mày leo. Ủa sao tôi ăn trái quỷ mà tôi vẫn yếu ta? Để em phụ cho. Phụ đi. Ha, hai đứa bây là đồng bọn với nhau. Ủa? Bộ đâu rồi? Em phụ xong rồi nó quýnh đi. Không được má ơi, nó mạnh lắm. Quýnh đi. Rồi. Yeah. Ra hai tụi bay. Được lắm. Ê, cho BT với. Ui, có trái quỷ nữa kìa. Trái quỷ màu xanh. Trời ông nội mày, tao nè. Ủa? Nè, lụm đi. Ủa sao, trời. Lụm đi, nhỏ rồi nè. Bự nữa nè. Lụm đi. Đâu, mình không, mình lượt bước lên đây. Nè, bước ra nè. Thôi, em xin lỗi, em xin lỗi rồi. Tao rồi nghe đồ, bây giờ mày xin đồ cho nhiều lắm đúng không? Không có, anh ơi. Lo đi làm lụm đi, lo làm ăn đi. Ê, ông già. Hả? Cho tôi mấy cây kiếm đi. Nữa ha. Sợ chưa? Sợ quá à. Đá chết mẹ. Bây giờ anh chú chơi nha. Trời. Không dữ vậy. Đi. Tao bây giờ là tao hơi bực rồi đó. Thì thôi. Thì cho đỡ cây đi. Lại đây. Cây giữa của tao nè. Thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì comment cho mình biết là các bạn muốn mình ăn những trái quỷ nào khác hay không. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.